Trước những ảnh hưởng của không khí lạnh bất thường khiến trâu bò của một số hộ dân có vay tiền của ngân hàng bị chết, Ngân hàng Nhà nước cho biết là hệ thống ngân hàng sẽ chủ động hỗ trợ cho người dân giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Cụ thể, các ngân hàng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương xác định thiệt hại để có chính sách khoanh nợ, cơ cấu lại nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi và xóa nợ phù hợp với quy định của pháp luật và thẩm quyền để giúp bà con trong lúc khó khăn do rủi ro thiên tai. Cùng với đó, thì Ngân hàng Nhà nước sẽ vận động các ngân hàng thương mại có biện pháp an sinh xã hội, hỗ trợ cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có trâu bò bị chết trong đợt rét bất thường này, ví dụ như là có thể kêu gọi ủng hộ và quyên góp. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến chiều tối ngày hôm qua, đã có gần 7.200 con gia súc bị chết. Các tỉnh phía Bắc có số gia súc chết nhiều nhất là Sơn La, Lào Cai và Điện Biên.